Thưa quý vị, sợ trách nhiệm nên không dám làm, không dám quyết đang hiện hữu trong một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức ở các cấp các ngành, gây ra tình trạng trì trệ ở hầu khắp các lĩnh vực, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Do vậy, ngăn chặn và đẩy lùi bệnh sợ trách nhiệm, đồng thời có giải pháp để cán bộ công chức mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung đang là đòi hỏi bức bách trong giai đoạn hiện nay. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng cán bộ công chức không dám nghĩ, không dám làm, không dám sáng tạo vì sợ trách nhiệm thì có nhiều, nhưng tự chung nằm ở 3 lý do chính yếu sau. Một là năng lực yếu kém nên không biết làm thế nào cho đúng, khi gặp việc khó không biết xử lý thế nào cho hiệu quả, dẫn đến lúng túng sợ sai nên không dám quyết đáp mà tìm cách né tránh theo kiểu hoãn bình trì kế. Sợ trách nhiệm dẫn đến tâm lý trì hoãn, hồ sơ để trên bàn không đọc, gần hết hạn thì tôi tìm ra vài lỗi nhỏ để trả về cơ sở. Nguyên nhân thứ hai là thiếu bản lĩnh, không có dũng khí đối mặt với những khó khăn thử thách, dù biết việc nhưng vì sợ thất bại nên không dám tham mưu đề xuất gì mà chỉ hành động dập khuôn máy móc theo chỉ đạo để không ảnh hưởng đến địa vị của bản thân. Bộ phận cán bộ công chức viên chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu đề xuất xử lý công việc, dẫn đến công việc chậm tiến độ, giảm hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước và giảm niềm tin của doanh nghiệp, người dân. Có thể nói đây là một thực trạng đáng buồn và cả đáng xấu hổ. Nguyên nhân thứ ba là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xa vào chủ nghĩa cá nhân. Biểu hiện rõ nét là thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn bức xúc của nhân dân, của đất nước. Làm việc chung nhưng không thấy có lợi lộc gì cho riêng bản thân thì đun đẩy, né tránh, dù thấy đúng cũng không muốn làm. Nhất là từ khi Đảng ta đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực và ra tay xử lý nghiêm những người mắc sai phạm thì tâm lý không có chi thì không làm càng nặng nề hơn. Anh tính toán thế nào? Nhất nữa là trước đây đã làm là thông thường hay chấm bút hay tính tới cái lợi ích. Bây giờ anh làm mà làm đúng là để mà quyết liệt trong cái đoạn tuyệt với cái tham nhũng, cái lãng phí đấy, thì dứt khoát anh phải vì dân. Vì dân thì anh không xa xỉu được. Nó có cái chuyện này, anh không xa xỉu được cái gì cả. Mà làm như thế là vô tư rồi. Làm là hoàn toàn vì dân, vì nước rồi. Mà không có cái tí gì để anh kiếm thêm. À, thì nó đâm ra với là chuyện thôi thì ít làm thì ít xa. Mà làm có đúng có hay thì chưa biết là được cái lợi ích gì. À, chưa biết được cái lợi ích gì, nhất là cái lợi ích trực tiếp. Thế thì cho nên là nó đưa đến cái sự việc là chần chừ, là do dự, là né tránh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc đến tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh trách nhiệm. Cái gì có lợi thì kéo về cho cơ quan, đơn vị và cá nhân mình. Cái gì khó khăn thì đùn đẩy ra xã hội, cho cơ quan khác, người khác. Đồng chí chỉ rõ, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn là vấn đề rất đáng lo ngại, diễn biến phức tạp, không thể chủ quan lơ là. Thưa quý vị, mới đây, trong bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn vướng mắc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Và điểm nghẽn vướng mắc hiện tại trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính là bệnh sợ trách nhiệm nên không dám làm, không dám quyết, kéo giảm sự năng động, sáng tạo của cả đội ngũ cán bộ. Để tháo gỡ, giải pháp đầu tiên là đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam đã cho thấy khi người đứng đầu dám đương đầu với thử thách vì lợi ích chung thì sẽ có những đột phá tạo nên những bước ngoặt cho sự phát triển. Điển hình như Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Phạm Hồng Thường, cha đẻ của việc khoán chui những năm 1977-1980 ở thế kỷ trước. Biết rõ tổ chức cho người dân thực hiện khoán chui là sai, nhưng vì cơm no áo ấm của dân mà ông và các đồng chí của ông sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Chúng tôi đã thấy rằng là nếu mà cứ để cái giữ chế độ tác xã như thế thì dân sẽ bỏ ruộng, nhân dân sẽ đói, mà cái mục đích của Đảng lãnh đạo là làm cho dân no ấm. Thế thì chúng tôi là bàn với nhau là nhất trí khoán ruộng cho dân là
khoán là về sau gọi là khoán chui, bởi vì là khoán giấu trên cấp trên từ trung ương trở xuống là cái đường lối của Đảng nhà nước ta là không được khoán sản phẩm, không được khoán ruộng, mà ở xã tiến hành làm như vậy thì là phải giấu trên. Và khoán chui đã trở thành căn cứ cơ sở thực tế để ngày 13 tháng 1 năm 1981, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị số 100 cho áp dụng chế độ khoán trong cả nước, tạo ra bước phát triển nhảy vọt trong sản xuất nông nghiệp. Thì người đứng đầu là phải giữ cái vai trò trọng trách rất nặng nề, dám nghĩ này, dám đột phá này, và dám chịu trách nhiệm. Điển hình như trường hợp Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc khi mà cho khoán chui ở Vĩnh Phúc. Những người đứng đầu nếu mà dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung thì cái sự nghiệp đổi mới của chúng ta nó mới giành được thắng lợi. Và trong khi chưa có nhiều người đứng đầu tiên phong dám làm, dám chịu, thì cách hay nhất là giao trách nhiệm đột phá cho người đứng đầu. Đây chính là cách làm của tỉnh Hải Dương. Từ năm 2022, Tỉnh ủy Hải Dương đã yêu cầu lãnh đạo các địa phương, cơ quan đơn vị lựa chọn những khâu yếu, việc khó để tập trung giải quyết. Qua nhiều năm thì thấy rằng là cái tỷ lệ giải ngân của chúng ta một số năm gần đây là nó không được cao. Do vậy là tôi lựa chọn cái nhiệm vụ này là đột phá, làm sao cho thúc đẩy cái công tác giải phóng mặt bằng cũng như là giải ngân. Hai cái việc này mà làm được thì cái những cái nhiệm vụ và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương nó sẽ đẩy nhanh. Trên tinh thần đó, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ tập trung cho việc giải phóng mặt bằng. Giải pháp để đẩy nhanh tiến độ là tập trung tuyên truyền vận động và người dân đồng thuận đến đâu giải ngân đến đó. Không làm cái kiểu toàn bộ tất cả người dân mới ký phương án giải quyết một lần, nhưng mà cứ được khoảng độ 15-20 hộ dân là làm cái thủ tục để thanh toán cho người dân trực tiếp luôn. Cho nên là chính vì vậy khi người dân đã đồng thuận về việc cấp phát kinh phí để giải ngân rất là nhanh và rất là kịp thời. Đối với nhân dân thì chúng tôi rất hưởng ứng, thì chúng tôi đã bàn giao toàn bộ cái mặt bằng cho dự án và đã nhận toàn bộ cái kinh phí hỗ trợ của nhà nước. Một công được đôi việc, bằng cách làm đó, huyện Tứ Kỳ vừa giải phóng mặt bằng cho các dự án đúng tiến độ, vừa đẩy nhanh được việc giải ngân đầu tư công. Và giao việc đột phá cho người đứng đầu không chỉ gỡ vướng, giải khó trong công việc, mà còn là để thử thách bản lĩnh, ý chí, kiểm chứng trình độ năng lực của người đứng đầu để đánh giá chính xác. Một là năng lực, thứ hai là trình độ, thứ ba là bản lĩnh, và cái thứ tư là ý chí của họ. Nó không đủ đứng trước những cái khoản thách thức mà họ phải đảm nhiệm đối với lại chính sách, đối với lại xã hội. Suy cho đến cùng ra thì nó là bản lĩnh của người cán bộ thôi. Như vậy, bước đầu có thể thấy giao trách nhiệm cho người đứng đầu trong việc tạo đột phá để giải quyết những khâu yếu, việc khó chính là giải pháp hiệu quả để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, từ đó góp phần ngăn chặn và đẩy lùi bệnh sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Và giao việc đột phá cho người đứng đầu cũng là dịp để nhìn nhận, đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu, một cách khách quan, toàn diện, chính xác, để từ đó lựa chọn đúng người, giao đúng việc, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ.